Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái câu mà hồng danh niệm Nam mô A Di Đà Phật và tất cả các đấng các ngài đó không phải là tầm thường, xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm và anh em. Trong buổi trưa về ở tại rừng thì có trao đổi với đạo sĩ Kỳ Dân để tâm huyết nhỏ giọt lại ít lời. Nếu mà bần sĩ còn ở trên lãnh thổ của cõi ta bà này thì lúc nào tâm cũng luôn luôn trực tiếp muốn làm sao, muốn cách nào, muốn ơn trên trợ Phật phù hộ cho tất cả anh em cốt nhục đồng bào nhân loại khắp bốn biển năm châu hoàn cầu thế giới được bình an nhàn nhẹ, sự sống còn được có cơm ăn áo mặc và sự làm của mình được bình an tự tại. Thì xin kính thưa tất cả chứ quý vị, vừa gặp đạo sĩ Kỳ Dân thì phải nói gì hơn gì, thầy là người dốt mà, bần sĩ là người dốt, Kỳ Dân là người văn, có nghĩa là văn võ song toàn. Ngày hôm nay thì buổi nguồn cuối, chắc có lẽ là tất cả anh em của mình, cô bác ở trong và ở ngoài cũng biết được bần sĩ là một người đang lãnh hội. Nhưng mà lãnh hội này ở đâu, ở cõi nào, ở chỗ nào, vì bần sĩ không có thầy ở đây. Có nghĩa là vô sư vô sách, chỉ trao đổi bằng thiết xương gió hoặc là trên ban pháp lành xuống để rồi mang đi khắp cả mấy miền để nguyện độ chúng sanh, để nhờ giọt từng câu từng lời từng một, chứ không có tài ba lỗi lạc gì hết, và không có tạo điều kiện nào mà để cho tất cả bà gia bá tánh anh chị em mình phải buồn hay là phải thất vọng hay là phải hơn thua hay còn muốn là gì nữa. Chỉ mong tất cả các vị anh em của mình để làm lành lánh dữ, để tu đạo làm người mà chúng ta chưa rồi. Cho nên hôm nay buổi trưa buồn ở tại đây đó, đang ngồi thơ thẩn một mình, có ít vị và cả cùng là ở tại rừng để họ tập tu tịnh cho nó quen với cây cỏ đồng loại cùng nhau nha, để rồi họ niệm Phật. Vì bản đường của chúng ta hôm nay thì chỉ là cây cỏ hoa lá, cũng là một cái xã hội mà chúng ta đang ở gần bên. Như vậy thì Kỳ Dân cư sĩ ơi, tạm mà nói kêu thầy chứ đây là một người hộ pháp giúp đỡ cho bần sĩ không biết là bao nhiêu công việc mà nói. Nhưng người có thông hiểu được, anh em không hiểu được, có người không hiểu, có người thông hiểu đó, như vậy thông minh và hiểu biết được Kỳ Dân là làm những chuyện gì như sau. Cái chuyện mà phàm đời không làm được mà mình làm được, đó mới là tốt. Mà phàm đời được, có nghĩa là bán cũng đồng bán, ăn đồng ăn, làm đồng làm thì không quý đâu. Còn như Kỳ Dân có bình luận và tất cả các ngài nói, có học mà biết là thượng, không học mà biết là đường thánh nhân. Như thế thì bần sĩ cũng không xưng mình là thánh nhân. Có khi nào mà thánh nhân lâm phàm xuống mà vỗ ngực xưng tên ta là Phật đâu, ta là thánh nhân hay là ta là thánh hiền đâu, cũng như tất cả anh em chư quý vị. Vậy thì bần sĩ xin cúi đầu sám hối tất cả anh em bốn phương. Có nhìn thấy trên mạng này lời lẽ của bần sĩ, nếu nghe được thì bần sĩ xin cảm ơn, còn bằng ngược lại không cũng không buồn đâu quý vị. Tác giả là ai, sứ giả là ai, Phật giả là ai, như thế nào,
thì tất cả quý vị đã nắm hết rồi. Anh em của chúng ta thuộc người ngự trí, nếu mà đồng đạo mà biết được tu rồi đó thì không thường được, rất cao cả. Vì một cái người tu lúc bây giờ là một người siêu rồi đó quý vị. Trí não nè, họ bị đủ thứ nè, họ lìa tục, họ muốn trở lại nơi miền tiên Phật cảnh. Nhưng phải nhờ có một bậc vị nào nung đúc tinh thần và ủng hộ, và cũng như cung cấp thêm tài liệu, thì người ấy sẽ thẳng đường mà bay bổng, không ngại ngùng mà không lo sợ sệt. Chỉ bao nhiêu đó thì bần sĩ xin có đôi lời cùng tất cả quý vị tâm sự trong một buổi trưa. Và kính mến nhất là đồng chủng của chúng ta, quý mến nhất đồng đạo anh em của mình, cách xa không có ở gần, bên ngài bần sĩ. Trong buổi trưa về, ta muốn rên rỉ cùng ai, trước mắt kè cây cỏ đáo lai, nhìn thấy được bình yên tự tại. Xin kính thăm hết tất cả anh em của mình, nơi miền xa khắp khởi, hay ở nơi xứ nào trong thế giới năm châu. Đôi lời bần sĩ một câu nói ra nước mắt âu sầu rưng rưng. Thấy sự khổ đâu có vui mừng khóc khởi, biết được rồi hoàn cầu thế giới bị lung lay. Tưởng trong tâm tưởng mày tưởng hoài, tin Phật Pháp hằng ngày xin cầu nguyện cho ba tánh anh chị em ở phương xa gần có điều kiện để được sống còn rồi nguyện Như Lai. Bình sinh sáng lại chiều ngày, lo tu đắc đạo ngày mai để về. Ở lãnh thổ Ta Bà này thấy quá ế chề, nhưng ta cũng nhờ đời ta được trở về bồng lai. Nhớ người chưa tỉnh còn sai, đưa ta bước khỏi cảnh trong gai kỳ này. Cô bác chúng sanh ơi, và xin cúi lại sư phụ Đức Phật Thầy, tha cho con trẻ giờ này lưỡng phân chưa trưa buồn, rừng nó cấn phân nói gì hở đạo rồi dạ dạ dân dân. Ai giờ chỉ niệm Phật cho tâm vắng lặng như tờ, đừng bận rộn. Chỉ niệm A Di Đà để tránh khốn khỏi nguy. Ngày thờ làm lụng đứng đi, đêm về niệm Phật từ bi nguyện cầu. Nguyện xin ơn trên trời Phật chứng thâu, tha cho trần hạ đau đau đôi lời. Vì cuộc sống hôm nay đã ở tại đời, ai ai cũng có tội lỗi hết đó, thì đổi dời tách mau, biết được tội nghiệp mình cao thì là tu niệm làm sao đừng còn. Xin kính thưa tất cả bà con cô bác, chúng ta có bóng đà rồi ráng đột mát đừng xa, trong mùa mạc hạ đấy mà quá nhiều lượng quỷ tà ma dây đầy. Nếu quý vị anh em chúng ta có nghe lời Phật, có vâng lời Thầy, thì biến đi cho khỏi cảnh này đừng mang. Ở đây là chốn trần gian, cũng nhờ chút xíu rồi ta mang trở về, về nơi cõi phúc chưa bồ đề. Về miền mà tiên cảnh chưa trang trề trăm hoa, ở nơi thế hạ xa biển lặng. Ở đây rồi có đặng chưa sự gì, mong cầu
bi nghe lời bần sĩ tu thì cho mau ráng cố gắng hòa trao đạo đức Phật bên trong trợ lực cho hộ trì sống còn để đó làm chi một ngày cũng được chứ vậy thì vinh quang còn không hiểu rụi tàn mất hết ai ai thì cũng chết không còn ở này tất cả bà con xa gần cũng vậy ráng còn nguyên cơ rừng trưa thầy đợi Phật chờ lỡ rồi ta nói chứ bên bờ gian gian lỡ sông bùa quá lan tràn lỡ rồi ta phải cứu nàng gian nguy lỡ ở lại chưa được ra đi đây rồi đúng lúc chưa nhiệm kỳ phải ở xa lỡ nam lỡ nữ vậy mà lỡ ta xuống thế ta bà nguy cơ rừng trưa thấy đã bên bờ lỡ thuyền ta cầm lái chưa hiện giờ suối tiên đồi thôn các loạn nơi ở truyền đó thầy mà còn đợi giữa nơi ở miền sông ở phá nói gì nữa tốt ra lời lẽ ta hôm nay không về chưa một nào trên kia bảo thoát chưa bảo gào bảo phiên bảo dẫn chưa động bào gấp đi nếu chậm trễ gian nguy sắp tới cả hoàn cầu thế giới chưa trời trừng định rồi đừng có vui mừng ai ơi mà nghe được chưa dựng dưng mận buồn phải chịu khổ điên cuồng một lúc mãi tranh nghèo ta túc chưa một hơi bình sinh nguyện Phật chưa nguyện ở trời nguyện cho mà ba tánh chưa đổi dời mau mau đắng bề trên ai nào cũng giúp qua cơn đau ẩn núp chưa xong thuyền từ giữ sửa lại làm hiền thì là bệnh tật hết liền nay mai đừng có chấp chua cay mặn lạc ráng tu đi cởi hạt quay về rừng buồn lòng dạ thái tê trưa rồi gặp đảo bên lề rừng rừng gặp đạo sĩ vui mừng ba khởi lá thơ này ta gửi kỳ dân trao cho các bậc chưa xa gần nói rằng thơ của chưa đạo bằng gửi thăm rớt nước mắt giả câm giả điếc bằng hôm nay không biết việc gì mặc tình ba tánh nghị sĩ hay là chúng đã luận tri trăm điều nào có biết ít nhiều sự thế lo tu tâm tìm kế khuyên đời
Rừng buồn thơ thẩn người ơi, nói gì mà cho hết đôi lời của ta. Nghe dặn dặn lỡ rồi phải gọi ta xuống đây đạp sỏi trong gai, nhưng đâu có khẩn có nài mặt tình, ba tánh đều trong hoài thường tri. Nếu thương bằng nghĩ suy kỹ lương, còn ta đây dung dưỡng bóng mơ đà, gần Phật chớ chẳng có xa, mặt tình yêu quái quỷ ma trận nhìn. Không sao đâu trọn tình với Phật, thì mình nay tỉnh giấc say nồng, mà xin thưa tất cả đạo đồng trong ngoài cũng vậy, một mà lòng tu đi. Nếu không tu việc gì không được, cũng như cây phượt tược chưa nhờ mình dựng phân tử nước đẹp xinh. Tối ngày mình đến cho mình rình mình thăm, đau cũng dây dạ cấm dạ dài, đạo cao siêu mà lại quấy rầy. Nhưng mà nhìn nó lạ hay, giả như mà không biết chưa cơ này bình yên, đặng ta thoát về miền tiếng Phật, đặng ta đi tỉnh giấc say nồng, đặng ta về hỏi cho sống ở chi nơi chốn trần hồng khổ đau. Buổi trưa khổ rừng nào than thở, đạo kỳ giống ráng nhớ trau dồi. Thơ này khổ lắm dân ơi, gửi thăm ai đó nhớ rồi đừng quên. Nhớ ta nói rỉ rên chi xiết, nhớ ta khùng rồi điếc rồi quên. Nhớ chi trần hạ kề bên, sắc màu lè loẹt vàng rờn bên tai, quên cho rành ngày mai đắng thoát. Bóng Di Đà dịu ngọt ngâm ngầm, từ bi di diệu thâm thâm. Thơ này ta gửi không lầm không sai, kỳ dân ơi bọn bài rốt ráo, con nhớ rằng yêu đạo vô cùng, giảm đi đừng nghĩ tứ tung mình là đại sĩ anh hùng chiến binh, giúp nhân loại kết tình bá tánh, giúp chúng sanh cứu cảnh trở về, dù sao cũng được thần phê. Thầy buồn chừng bút kê khai lâu rồi, ai nói gì mặc ai thấy kệ, lo tu tâm bóng sẽ chiều tàn. Rừng buồn trưa nọ ngồi thẳng với người thiện sĩ cơ hàng là ai? Con có nhớ lúc ngày chưa gặp bóng của trò, tới tập giúp ngài rất rằng cảm
chẳng có lực phơi. Lũ lý bạch ngọc thật ngày chứng minh, nay kết thúc trọn tình trọn nghĩa. Dọn đi con, đất tỉa giống lành, đúng mùa giống mực nảy xanh. Do mình trưởng phước đức lành trồng gieo. Con phải nhớ tu nghèo là đúng, con phải lường đừng dùng những gì xin cơm của Phật ăn đi. Một ngày một bữa nhớ thì tu thân. Thơ thì gọi kỳ dân cư sĩ, buổi trưa về quan hỷ nghe trò. Biết rằng thơ nọ thầy lo, thở than giữ đạo thầy cho. Bổn mời tớ này của thiên thai ban xuống, không miệt khinh không chuộng không cầu. Nếu người trí đạo hiểu sâu, nương theo thuyền bác rồi hầu về quê. Nếu ai chán ai chê cũng mặc, thì cảm ơn phải nhắc đúng bài. Nếu không cải lĩnh thiên thai, thân ra cho bụi hồn gài đá neo. Không bệnh lẫn khổ nghèo buổi cuối, biết thuyền thầy đã đuối rồi trò. Nhưng mà ngồi dậy ráng lo, còn dài dầm nữa sống to ráng gình. Đạo sĩ ơi, minh triết triết, tu làm sao cho tuyệt lòng phàm, để về nơi xứ Phật cam. Đường đi rất khó ráng làm thuyền cận, biết ma quỷ phải hằng phải tránh. Nó lúc nào không lãnh Phật ngài, kể nó mình tỉnh không sai. Đừng buồn chi chúng ngày nay bỡ người, ta không có vui tươi bận dần. Thấy cuộc đời quá tợn rồi đời, làm sao ta được thảnh thơi. Vì dân lĩnh Phật lĩnh trời phải neo. Chiếc thuyền nọ lắc leo qua sóng cuồng sóng dội lăn nhào. Nhưng mà dù sống ba đầu, có Bồ Tát hộ không sao bỡ trần. Thở ta nói kỳ dẫn trao đổi, không phải phàm gian dội khen chê. Nói thơ nói lý đặng kề, nói cho kẻ sợ người tề về Nam. Nói cho chúng ráng cam chịu khổ, để tu tâm qua chỗ đấy rồi. Chờ đợi một chút đây thôi,
ráng nghe cho kỹ rồi hồi đáo lại. Thở nói đó trong ngoài nghe hết, nói lão bằng đoàn kết thân thương. Còn nay bần sĩ trên đường chịu nhiều gian khổ thận thường, không mơ nguy ngồi tướng Phật để tri bài bổn. Chốn rừng buồn chưa nọ ra bài, đang chờ không gặp được ai, sao rồi gặp được là ngày kỳ dân. Đạo cũng đúng quân thần trung yêu, có cũng có sai chút xíu nghe trò. Phạm đời ai được tự do, trật sai giữ trung lo lo hằng giờ. Những phải biết con cờ mình đổi, đừng để thua sống dội nước tràn. Đêm buồn bần sĩ thở than, một mình ở tại lãnh trang rừng sâu. Tháng mất đạo mật âu nhân loại, vì lệnh trên tiếng gọi ngọc hoàng. Đó là đại lĩnh thiên nhang, làm sao ta tránh khỏi màn diệt tiêu. Nếu biết được ít nhiều sám hối, quỳ dưới chân gỡ rối chính mình. Trời tha được sống biết tin, các ngài ủng hộ hồn linh còn tồn. Kỳ dân ơi, hoàng hôn sắp phụ, thầy ngồi đây lãnh đủ thơ buồn. Điển khùng mắt nó lệ tuôn, sáng la chiều hét lòng buồn biết nhiêu. Lá sợ quỷ sợ yêu cúp mất, nó giấu che, nó cất tình gì. Ném ra tiền của phương phi, nhà cao cửa rộng vậy thì bài trung. Ai nghĩ đó thì thôi cứ nghĩ, ai thấy rồi lấy trí phụ phàng. Để mình xa chốn trần gian, tí con mà mất trên đàn không sao. Còn ở đây mà nào đi đến, còn sống đây như chết mất rồi. Đang còn dương thế người ơi, hồn ta về cõi xa xôi Phật đường. Giờ thanh tịnh vấn dương thơ phu, nói chút thôi cô chú rầm rèn. Câu này gửi lại trần gian, nói rằng giảm bớt đừng mang tội nhiều. Biết là lĩnh thiên điều đang sợ, thì việc làm mình cử mình kiên. Hộ phong quán võ liền liền xưng ta, tài giỏi chính nghiêng tới giờ. Gốc trời kia còn chờ lật mất, uống chi người mình cất nơi đâu. Mày lông không lọt công hầu, than ơi bần sĩ dĩ dầu. Ồ tình lại gấp ma qua bờ, ta
Phật Đà Diệu giới gần bên. Buổi trưa ta đã rỉ đến quên đi lời lẽ kề bên thét nhiều. Giờ trưa nọ vui điều có một, ta ngồi đây mu chút ta cầm không sai không mất chứ không lầm. Tâm mình như thể chú tầm quấn tơ. Cuộc trần thế hiện giờ qua ngang lĩnh đi Ngọc Hoàng sắp mà hỡi chưa phạt trừng lật coi sổ nó rưng rưng ngày đang tiêu diệt không mà hưng chưa lấy ở dài phạt dân chúng mà ngày cũng không chớ không đâu trách móc làm chi biết rồi sửa soạn mau đi giữ thì mà tóp lại chứ không nguy cận kề đủ trăm thứ phạt hề ba tanh lớp bệnh đau cô cảnh được gì lớp thì tàn tật ai bị đói con khát nước ra đi thở dài lớp nạn ách trong ngoài đi tới lớp thì trong thế giới loạn cuồng tại vì chùa văn tiếng chuông dân thì phải chịu chứ chịu buồn đơn sơ làm không được thiện giờ đôi khác mình khổ đau tấp nập liền liền tại sao không chịu chưa làm hiền còn nuôi chuyện dữ chưa gông mà xiềng phải ở mang cả tiếng kêu hội đàn cô bác nay bằng năng tự giác tự tha thấy trôi trong cõi ta bàn tới đây nguy hiểm vậy mà biết chưa ngồi suy nghĩ ban chưa tịch ta mệt phải chi người hiểu ít được rồi đặng mà sám hối đây thôi chừa đi chất độc đừng bối chưa hại ở người tập cả xóm vui tươi làng nước tập giúp người đái phước vô cùng thì trên lĩnh của cụ trùng tha cho mạng sống ngày cùng không nguy đã biết rồi vậy thì làm đại thì chúng sanh thất bại trăm phần thơ này của đạo sĩ bần gửi cho ba tánh xa gần tường chưa nếu hiểu được cơn mưa chưa thành thì dẹp đi so sánh trang hoàng chỉ lo cơm áo thiết chàng thủy chung mà như nhất chứ xóm làng buồn vui đừng có hỏi đức ngôi sầu muộn ai cũng thôi có ruộng bên trong tại sao không cấy không trồng không đeo mà hạt cả giống chứ lạc hồng hiền lương gieo những hạt hùng cường bất phức gieo ác tâm lập tức chưa mọc liền tới đây thấy dữ hay hiền trời tru mà đất diệt tới liền chưa nào hay qua bao ứng mình dây thì trả đổ thừa ấy cha chả đã rồi đổ thừa trời đất đây thôi sao không có hộ cho mình rồi bình an mình đem lửa
đốt tàn nhà cửa. Thì tự mình cua chữa mau đi đổ thừa ai lại vậy thì bữa nay mà rừng nổi cung nguy ta đời gửi lá thơ ta dễ nghỉ. Nói cho cùng anh chị miền xa miền gần cũng vậy thiết tha, nếu thương bần sĩ Di Đà dội trao niệm cho nhiều như dao mài bén chặt tà tâm loan lén, bên trong nó sanh ra sự não đồng hai bài mưu sự uổng ông cho hỗn loạn. Ở bên trong bà con không biết nó tạo nhiều nó giết hết cả trơn, nhưng mà nó lại còn hơn hơn phàm hơn tục mà không hơn chưa được trời. Thầy nay nói ít lời thâm đạo ráng cứu cứu thân hòa hảo minh minh, mình lo cứu cánh được mình sao cùng giúp đỡ dân tình chưa thân thương. Ráng thờ phượng một đường một lối, đất nước ta bất thối lưỡng nan, ta thờ một nước tràn hoàng sơn hà xã tắc vàng sang chưa đứng đầu. Bốn ân nọ ghi sâu để thằng bốn ân kia bình đẳng ở đời, tứ ân hiếu nghĩa người ơi, trọng ân phải nhớ đôi lời cần phân nhớ hiếu thảo vàng cân ngọc lượng. Của giả này ta mượn chút thôi, một mai nhắm mắt đi rồi đâu còn gì nữa mà ngồi rên la. Hai tranh luận già hai trẻ, hai người nghèo người lái giàu sang, tranh chi cho quỷ kiếp trần đàn vô thường cũng mất mỗi đàn chứ cũng giống. Xin kính thưa chị ông cô bác, lại cầu nguyện Bồ Tát chứng minh buổi trưa đem tấm tận tình nói cùng với quý vị cho chúng sinh rõ ràng. Nếu thương bằng hai hàng sám hối ở tại gia đêm tối kiên trì, không sao đừng có sầu bị trong lòng mà thẳng thắn chưa cũ nguy tự mình. Ngài đi tới sân trình thi cử chỉ học thông hay chữ hiền lương, sau này mơ thấy chưa nhà đường. Đây lời bần sĩ cho đoạn trường buổi trưa. Nam mô A Di Đà Phật. Ngay bây giờ còn bài lô tô nhỏ, vì bần sĩ không có gì đó, chỉ bài lô tô nè, bài đờn nè, bài lỡ. Bây giờ thì bần sĩ xin có đôi lời để tặng cho tất cả quý vị một bài lô tô. Bài lô tô nó gần thôi và nó sẽ ngắn thôi chứ không có dài đâu. Xin kính thưa ông bà cô bác, chờ đợi để lắng nghe bần sĩ sẽ nói bài lô tô. Cả kiểu cô bác ở cõi ta bà, ở gần ở xa, ở đây ở đó nên dòm nên ngó thấy rõ rồi chưa? Không sớm thì chưa, còn mưa chưa tạnh, ở gần người cạnh, ở dưới láng giềng, bần nói thường xuyên đã bần khuyên cô bác tỉnh đi một lát rồi thấy chát chùa. Đừng có bán mua thánh thần Phật tổ, phải nên giác ngộ sổ bộ thiên hoàng, tới đây trần gian nát tan hết trâu. Các ngài về cáo giữ lĩnh ngọc hoàng, hạ xuống trần gian sai binh sai tướng, chắc rằng phải vướng ôi hời chẳng sai. Bần sĩ nói hoài không ai ngăn cản, đang kiếm người bạn thấy dạng mất hình
sấm nổ ình ình sắp đây sẽ tới khắp miền thế giới, sông để mà coi đừng nắm dần thôi đùa bơi chi nữa, mau đi gội rửa sửa tánh sửa tâm, giả điếc giả câm không lầm không lỗi, có gì mình hỏi Phật pháp cố tri, mình tu để chi, để rồi mình biết, mình tu để diệt tội phạm trong lòng, mình tu là xong kẽm cộng tự gỡ, mình tu trả nợ cô bác chị em ráng ngước mặt xem chèm nhèm hết ráo. Bây giờ thầy bảo chúng ráng lo tu, đừng ngồi công phu rầu mù rờ mịt, bài này ta dịch cho rõ đặng nghe Phật chở trợ che những người hiếu đức. Tu thì phải cực, bể vượt khổ sâu, mình phải đứng đầu, hy sinh mơ được. Cái cây phượt thược giờ đắp bồn lên, nhờ mình không quên cho phân cho nước. Người cũng kiếm phước không dễ nghe người, ráng hỡi du tư gieo mầm sao hưởng. Bần là huynh trưởng chớ có ai đâu, bần nói một câu không sầu không khổ, lại cầu Phật tổ ngài nhổ gốc phàm. Con về Cồ Đàm cảnh tiên con dự, ở đây miếng bự rồi lại miếng to, sóng bão mưa giò không đò qua bể. Bần đây kể lệ ôi hỡi nhiều rồi, đứt núi bể đồi mưa phong gió tạt, từ đây công thác bão tố gần kề, ta chẳng làm hề nổi chơi đâu, chúng nói thì phải đúng hưởng dụng tới nơi, không có nói chơi không mời ai hết. Nếu ai muốn chết cứ mãi giữ hung, còn muốn điên khùng hiền trung tược sông, nếu không mơ mộng nghiệp cổng làm chi. Đôi tiếng lâm ly của người bần sĩ, tai nghe rên rỉ ở chỗ rừng buồn, ta quá điên cuồng quên đi hết thảy là con số 7. Nam mô Di Đà Phật. Đôi lời này thì xin kính tặng cho tất cả các chư quý vị anh em, và cùng gửi lá thơ này Kỳ Vân cư sĩ giúp cho thầy, cho mọi người nghe cho nó kịp trong lúc và trong ngày giờ. Nam mô A Di Đà Phật, thì xin chúc lành trọn. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chúc thầy và anh em bạn đạo được bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chúc thầy sức khỏe. Con cảm ơn.